Xin chào quý gia đình thương thương mọi miền tổ quốc nha. Thì em xin tổng hợp lại tất cả những cái gì nó xoay quanh vấn đề sang tên xe cũ cũng như là thông tư mới và thông tư cũ. Mọi người chịu khó lắng nghe, biết đâu đó giúp được ai đó trong cái clip này. Rồi bây giờ let's go luôn ha. Thì đầu tiên em chia các bạn thành hai phần. Thì đối với thông tư cũ á, thì em xin phép là em để bên đây ha. Đây là thông tư cũ ha, thông tư cũ. Dạ, thông tư cũ. Còn bên đây thì em để đây là thông tư mới nha mọi người. Thông tư mới. Dạ. Rồi, như vậy thì thông tư cũ và thông tư mới thì nó có những cái điểm khác và những cái điểm giống. Thì điểm giống thì em nêu trước nha. Điểm giống thì em xin nêu bằng miệng, em không ghi ra đây. Điểm giống á, giữa hai thông tư này đều là sang tên và phải đóng thuế sang tên. Đó là cái giống. Cái giống thứ hai là xe cũ thì phải đi rút hồ sơ gốc nếu khác tỉnh thành, còn trong tỉnh thành thì là đi trả cà vẹt và cho thu hồi biển số. Đó, đó là điểm giống. Còn điểm khác thì thông tư cũ á quý vị, thì thông tư cũ là trong cùng tỉnh thành thì không cần ha, trong cùng tỉnh thành, cùng tỉnh thành ha, cùng tỉnh thành thì không thu hồi biển, không thu hồi biển số. Dạ, không thu hồi biển số. Đó là thông tư cũ. Còn thông tư mới, thông tư 24 ha. Dạ, thông tư 24 thì cùng tỉnh thành hay ngoài tỉnh thành, có nghĩa là cùng hay khác tỉnh thành, đều phải ha, thu hồi biển, dù khác tỉnh hay trong tỉnh nha, đều phải thu hồi biển số. Tất nhiên là khi thu hồi biển số thì ai là người làm thủ tục thu hồi biển số, thì cả hai cái này đều phải là chủ cũ trên xe. Tôi lấy ví dụ, tôi là người mua xe và anh A là người bán xe, thì người đi thu hồi biển, đi làm thủ tục cho công an cho thu hồi biển là cái người anh A, là người bán xe. Còn tôi là người mua xe, tôi không có trách nhiệm đi thu hồi biển, tôi chỉ là người đi đăng ký ra tên mới cho tôi, chứ tôi không có trách nhiệm đi thu hồi biển. Còn nếu nha, theo thông tư mới 24, nếu chúng ta không tìm được chủ cũ, hoặc là trước đây chúng ta có làm việc với chủ cũ nhưng bây giờ không liên lạc được chủ cũ nữa vì nhiều vấn đề khách quan, như là chủ cũ đi bán muối rồi nè, chủ cũ đi nước ngoài nè, chủ cũ không giúp mình nè, chủ cũ chuyển chỗ ở nè, chủ cũ không liên lạc được nè, hay đơn giản là không tìm được chủ cũ, nói gì cho ngắn gọn ha, thì thu hồi biển số, ai thu hồi thì lúc đó mình sẽ là người thu hồi làm giùm luôn chủ cũ, nhưng với điều kiện là mình phải chọn nhánh thứ hai ha, chọn nhánh thứ hai. Nhánh thứ nhất là em xin ghi ra đây ha, thì đây là chủ cũ đi thu hồi chủ cũ. Còn nhánh thứ hai là không tìm được chủ cũ, mình gọi là người mua đi ha, người mua tức là người đang sử dụng đó, người đang sử dụng. Thì cái bước này nè, cái trường hợp này nè, là người mua là mình á, mình đang sử dụng á, mà bây giờ không tìm được chủ cũ thì mình làm sao? Dạ, nhánh này thì nó sẽ dẫn về đâu? Dạ, cái người mua này sẽ phải ra công an giao thông mình trình báo là tôi đã mua chiếc xe đó nhưng bây giờ thiếu giấy tờ, thiếu chủ cũ, và tôi có nhu cầu tôi đứng tên chiếc xe đó, thì công an người ta sẽ thông cáo báo chí và người ta sẽ dò lại dữ liệu trên cổng dữ liệu quốc gia về xe cổ. Nếu chiếc xe đó hợp pháp, không có nằm trong diện trộm cắp, tai nạn giao thông bỏ chạy, hoặc là xe gian lận, thì trong vòng một tháng thì người ta sẽ hoàn tất cái việc điều tra. Nếu qua một tháng mà không có ai kiện tụng, không ai tin chắc, không phải là xe gian lận, xe tai nạn bỏ chạy, xe trộm cắp, thì người ta sẽ alo cho mình, người ta sẽ kêu mình lên để viết giấy cam kết là tôi hoàn toàn đúng sự thật, là xe đó là xe tôi mua, nhưng mà gì không tìm được chủ cũ hoặc là qua nhiều đời chủ gì đó, là tôi là người chủ sử dụng hiện tại, thì người ta sẽ cho mình
sang tên, với điều kiện là mình phải bị phạt vì trước đây mình không chịu sang tên, bây giờ mình mới chịu sang tên thì mình bị phạt trước cái đã. Còn mức phạt như quý vị, mức phạt là tối thiểu 500.000, tối thiểu 500.000. Còn nếu để vài năm mà mình chưa sang tên, mình đến bây giờ mới sang tên thì có thể tăng lên 600, 700, 800 gì đó. Nói chung loanh quanh khoảng là dưới 1 triệu nha, khoảng đó. Sau khi đóng phạt nha, sau khi đóng phạt nha, đóng phạt thì mình sẽ được tiến hành sang tên bình thường. À, như quy định sang tên xe chính chủ có giao dịch hợp pháp vậy đó ha. Là cái nhánh đó. Rồi cái nhánh đó tới chỗ này là giống nhau ha, tới chỗ này giống nhau, ngang đây ha, ngang đây giống nhau. Nếu như mà chủ cũ đi làm mà có hợp đồng mua bán ha, có hợp đồng mua bán thì không bị đóng phạt. Hợp đồng mua bán nó có hiệu lực trong vòng 1 tháng thì không bị đóng phạt. Còn bên đây tất nhiên là không tìm được chủ cũ thì làm gì có hợp đồng mua bán, cho nên mình bị đóng phạt. Đó là chuyện hết sức bình thường, hết sức bình thường nha. Còn vấn đề là sau khi mà mình đóng phạt xong hoặc là mình nhắn bên đây chủ cũ thu hồi điện xong á thì mình sẽ làm gì? Dạ, tiếp theo là em quy về chung một nhánh nha, là mình sẽ làm gì? Mình sẽ đóng thuế sang tên. Dạ, đóng thuế sang tên. Thì thuế sang tên quý vị nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là sang tên từ thành phố về đâu, về tỉnh lẻ hoặc là về xã, về thị trấn gì đó thì là nó chỉ có 1% giá trị chiếc xe cũ thôi. Còn cái biểu phí giá trị xe cũ thì em có nói ở clip trước rồi. Và nếu từ tỉnh lẻ mà lên thành phố thì là 5%. Em lấy ví dụ chiếc xe hiện tại, xe cũ chiếc đó bây giờ giá trị trên thị trường theo biểu phí của nhà nước thì chiếc đó còn 20 triệu giá trị đi, thì mình lấy 20 triệu nhân 5%. Đó, thì mình ra được cả 2 năm 10 là 1 triệu tiền phí sang tên xe cũ ha, đóng thuế sang tên xe cũ là 1 triệu. Còn nếu mà từ thành phố mà về tỉnh lẻ, thị xã thì nó có 1% là bao nhiêu, là có 200.000 thôi, ví dụ như ha, thì nó rẻ rất là nhiều so với cái 5%. Rồi cái đó là em nói thêm, em cũng đã có nói clip trước rồi, bây giờ em nói bổ sung cho mọi người dễ hiểu. Cái thứ hai là sau khi đóng thuế sang tên xe xong, mình tiến hành gì? Mình ra cái ra đâu, ra công an giao thông nơi cái người mua nè. Ví dụ em ở quận 10 em phải ra công an giao thông quận nơi mình ở đó để làm thủ tục khai báo và công an người ta xét xe. Và tại lúc này công an người ta sẽ coi chiếc xe mình là có đúng số khung số máy hay không, tất nhiên là mình phải đem chiếc xe tới. Còn vấn đề đem chiếc xe tới bằng phương tiện gì, đó là chuyện của mình nha. Tại đây công an người ta không có bao là mình chạy chiếc xe không có biển số, tại vì bị thu hồi rồi mà. Không biển số, không cà vẹt mà mình chạy lũi ra ngoài đường á, lỡ mà bị công an giao thông gọi lại thì mình ráng chịu nha. Mình không có nói là do em đang sang tên nè, công an xin lỗi nè, thông cảm nè. Không có thông cảm này nha, luật là không có điện số và không có giấy tờ là bị phạt tới 2 triệu mấy là giam xe nữa đó. Cho nên là mình có thể thuê xe để chở đi, hoặc là mình có thể dắt bộ. Đó, là như vậy ha, nói vậy đi cho chính xác. Rồi, do khi công an giao thông mà nơi ở mình ra được giấy tờ cho mình thì họ hẹn mình khoảng một tuần, tùy vào cái lượng hồ sơ sang tên nó đông hay là ít thì người ta sẽ cho mình cái thời gian như vậy là khoảng một tuần để ra được cái cà vẹt mới. Rồi, đó là cái thông tư mới 21 là quy trình đó tới đây. Còn cái vấn đề biển số định danh thì em xin nói thêm, biển số định danh ở đây chỉ khác ở chỗ so với thông tư cũ thì nó thật sự nó không có khác gì hết á. Nó chỉ khác ở một điểm duy nhất, đó là biển số hồi xưa đó thì khi mà mình bán xe đó thì biển số bán luôn cho mình. Ví dụ như mình mua xe thì biển số đi cho mình luôn. Có nghĩa là người ta bán xe là bán luôn biển số đấy, nói vậy đi cho nó dễ hiểu. Bán xe là kèm theo biển số. Còn thông tư mới, bán xe phải bị giữ lại biển số nếu biển đó là biển 5 số. Còn bây giờ mình bán xe mình phải tự giữ biển số trong vòng 5 năm. Mình có mua xe mới cùng phân khúc. Tôi lấy ví dụ, tôi bán chiếc xe Sirius 110 phân khối thì tôi sẽ bị giữ lại cái biển số 110 phân khối đó. Sau này tôi mua một chiếc khoảng 110 phân khối khác thì tôi sẽ được gắn cái biển số đó qua chiếc 110 phân khối khác cho tôi. Còn nếu tôi mua chiếc khác 125 phân khối thì tôi sẽ không được gắn cái biển đó vì nó không cùng dung tích xi lanh.
đó, đó vấn đề đó là như vậy thôi, vậy thôi. Và trong vòng 5 năm tôi có phát sinh mua xe mới thì tôi sẽ được gắn qua, còn sau 5 năm mà tôi không phát sinh mua xe mới thì biển số đó sẽ được công an thu hồi và cấp lại cho người khác hết. Mà tại sao công an lại phải làm như vậy, phải cực như vậy, là tại vì sau này á, chúng ta tham gia giao thông mà chúng ta bán xe và bán biển số, người ta trích lục lại người nào vi phạm giao thông nó khó lắm. Cho nên mọi người cũng phải hết sức thông cảm với vấn đề này nha. Đây là vấn đề quản lý và tối giản cái quản lý và tiết kiệm cái thời gian quản lý. Ví dụ như mình chạy xe của ba mình, chạy xe bạn mình, chạy xe vợ mình, chạy xe của mình mua trước đây mà chưa sang tên, rồi cái mình vượt đèn đỏ, cái người ta gửi cái bill về, người ta gửi bill gì, gửi về cho chủ cũ không à, người ta đâu có gửi về cho người vi phạm đâu. Thành ra chủ cũ người ta la làng, ta nói ủa sao tôi có vi phạm giao thông đâu mà cứ gửi cho tôi. Rồi cái nó tự nhiên cái nó thất thoát tiền của nhà nước nha, và làm gây cái rắc rối và gây cái sự phiền hà cho người khác là như vậy ha. Rồi bây giờ clip này mình xin tổng hợp lại như vậy. Còn những cái gì nó râu ria trong cái vấn đề thông tư á, mọi người cố gắng đọc luật và tìm lại các video cũ của mình. Và mình đã có phản hồi rất là nhiều rồi, không biết là mọi người có xem hay không, chứ thật ra mình đã cố gắng làm rất là hết khả năng của mình về thông tư 24 cũng như thông tư cũ về sang tên xe cũ, và cũng như là các vấn đề liên quan. Mọi người xem clip nếu không có hiểu nữa hoặc là có những câu hỏi nào khó thì hãy cứ đặt riêng cho mình nha. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người thật nhiều sức khỏe và hoan hỷ, vui vẻ, bình an trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.